học, hạt nhân nguyên tử và nguyên tố học. Hai nội dung này được coi là hai nội dung chủ đạo, một trong các nội dung chủ đạo của chương 1 của chương trình học lớp 10 cơ bản. Do vậy, cái việc chúng ta nắm vững hai cái chương này sẽ giúp cho chúng ta có thể là xử lý các bài toán một cách rất là dễ dàng nhá. Vậy thì ngay sau đây chúng ta hãy nghiên cứu xem là các nội dung thầy Duy và toliha.vn sẽ cung cấp cho các em ở trong bài giảng này là như thế nào nhé. Nội dung thứ nhất đó chính là một thành phần không thể thiếu được ở trong nguyên tử, đó chính là hạt nhân nguyên tử. Được chưa nhỉ? Bằng một cách so sánh thì chúng ta đã biết được rằng là nguyên tử là một cái thành phần rất là nhỏ cấu thành nên vật chất, và do vậy cái phần hạt nhân này nó nằm ở trung tâm của một nguyên tử, và nó có thể nói rằng là nó có khối lượng cũng như là kích thước so với nguyên tử tương đối là khác biệt. Bằng một hình ảnh thì chúng ta có thể so sánh như sau. Nếu như thầy Duy có một nguyên tử và thầy Duy phóng to cái nguyên tử đấy lên bằng kích thước của một cái sân vận động, thì hạt nhân nó sẽ nằm ở chính giữa của nguyên tử đó. Đồng thời cái kích thước của hạt nhân lúc này nó chỉ bằng viên bi thôi. Được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta đã thấy được cái kích thước của hạt nhân so với kích thước của nguyên tử rồi. Được chưa? Đấy, đầu tiên chúng ta cần phải nhớ như vậy nhé. Trong hạt nhân này thì chúng ta cần phải lưu ý cho thầy Duy cái điểm đó chính là điện tích hạt nhân. Điện tích hạt nhân thì ở đây chính là nói về cái dấu của điện tích. Ví dụ dấu âm hay là dấu dương của hạt nhân nguyên tử. Được chưa nhỉ? Các em chú ý nhé. Thì hạt nhân nguyên tử của chúng ta bao gồm hai loại hạt. Đó chính là hạt proton và loại hạt thứ hai là hạt neutron. Được chưa ạ? Hạt nhân bao gồm hai loại hạt là proton và neutron. Trong hạt proton thì chúng ta lưu ý cho thầy, đó chính là các đặc điểm sau nhá. Nếu như bây giờ chúng ta có Z hạt proton, trong đó Z ở đây chính là số tự nhiên, và hiển nhiên Z của chúng ta sẽ lớn hơn 1 rồi, đúng không nhỉ? Lớn hơn bằng 1. Z bằng 1 ứng với nguyên tử đơn giản và sơ đẳng nhất, đó chính là nguyên tử hydro của chúng ta. Được chưa ạ? Với Z hạt proton thì mỗi hạt proton thì chúng ta có là gì? Điện tích hạt nhân của nó sẽ là Z cộng. Điểm thứ hai là chúng ta có là số đơn vị điện tích hạt nhân chính là Z, và Z ở đây chính là bằng P luôn. Chúng ta chú ý cho thầy Duy nhé. Đến đây thì chúng ta hãy dừng lại một vài phút để chúng ta phân tích một chút ở đây. Vì sao lại thế? Bởi vì theo cái định hướng thi trắc nghiệm bây giờ của chúng ta thì có thể các câu hỏi của chúng ta nó không phải là một câu hỏi khó, mà đôi khi nó là một câu hỏi đánh đố. Do vậy, chúng ta lưu ý cho thầy Duy điểm sau nhé. Nếu như nói về điện tích hạt nhân, thì chắc chắn một điều nó sẽ phải có dấu cộng.